Xin chào tất cả các bạn thính giả của chương trình Radio Sư Phạm. Mình là Nguyễn Thị Sâm đến từ câu lạc bộ truyền thông Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Các bạn à, tháng 11 về rồi đấy. Những cơn gió lạnh đầu đông làm người ta xích lại gần với nhau hơn, cợt nhắc với mỗi người một mùa tôn sư trọng đạo đang đến gần. Dẫu biết rằng tôn sư trọng đạo là đức mà chúng ta lúc nào cũng phải khắc ghi, nhưng tháng 11 dường như trở nên đặc biệt hơn khi cả nước đều hướng đến ngày hiến chương nhà giáo 20 tháng 11. Đường phố bỗng chốc trở nên thật tất bật khi những cô cậu học sinh, sinh viên cầm trên tay những bó hoa tươi thắm nôn nức đổ về các trường học, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những tấm băng rôn đỏ rực trên đường phố với các dòng chữ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôn sư trọng đạo, cũng đủ làm cho tôi cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Có khi nào trên đường đời bất chợt bạn vô tình nhớ về thầy cô của mình, những người đã không quản ngại gian khó dìu dắt các bạn giữa con đời đi học chưa? Hôm nay Hà Nội nắng lên đẹp lắm, thả mình thấy chút gió cuối chiều, ngắm nhìn những tia nắng xinh đẹp nhảy nhót trên những tàn lá hai bên đường. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút, tôi không thấy lòng mình bình thản, nhẹ nhàng như mọi khi nữa. Một cỗ cảm xúc nghẹn ngào chặn đứng nơi cổ họng làm tôi không thốt lên lời. Sắp 20 tháng 11 rồi nhỉ? Nhưng thật đấy, từng mảng ký ức của thanh xuân bỗng chốc ùa về. Tôi thấy nhớ các thầy cô trung học của mình quá. Bước lên đại học như bước sang hẳn một thời kỳ mới, thời kỳ mà bạn phải tự thân vận động, chạy đua vì cái gọi là tự quản. Không còn ai nhắc nhở bạn phải chăm chỉ làm bài tập, không còn ai thúc giục mỗi khi bạn lười biếng, cũng không còn ai chỉ dạy từng ly, từng chút mỗi khi bạn không hiểu bài nữa. Bước lên đại học cũng đồng nghĩa với việc bạn phải học cách trưởng thành, phải tự dạy cho mình cách quản lý học tập của bản thân, không còn ai cằn nhằn khi không học bài. Để đến khi bất chợt nhìn lại, ta mới thấy chợt hối tiếc về quãng thời gian cấp 3 đã qua, khi có những lúc vì những tiếng cằn nhằn của thầy cô mà ghét bỏ. Tôi từng không tin vào những điều này, nhưng khi bước lên đại học, gặp những bài toán khó, những cách học mới, rồi mới chợt bật khóc khi nhớ về những thầy cô trung học của mình. Hay chỉ là vô tình xem lại những tấm ảnh cũ, tôi mới thấy mình đã bỏ quên đi quãng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân, mới biết trân trọng những gì mà các thầy cô thời trung học đã làm. Rồi chợt hối tiếc, sao mình không nhận ra được điều này sớm hơn nữa nhỉ? Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta ai cũng đều có những kỷ niệm khó quên với những thầy cô cũ. Tôi cũng vậy, cũng có những ký ức mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Khi viết những dòng này, có lẽ cô đang say sưa giảng bài trên lớp, còn tôi thì đang là giờ nghỉ trưa. Vừa đọc được một bài viết về một cô giáo, tôi thấy cảm xúc bỗng nhiên ùa về. Tôi chợt nhớ đến cô giáo năm xưa của mình, hình ảnh người cô giáo đạp trên chiếc xe đạp đã cũ, vài áo đã sờn đi theo năm tháng ấy, suốt đời tôi sẽ không thể nào quên. 20 tháng 11 năm nay, tôi không thể cùng cô ngồi lại và trò chuyện như mọi khi nữa. Một chút gì đó nghẹn đắng nơi đáy lòng, cay cay nơi sống mũi. Tôi mong cô sẽ luôn mạnh khỏe để có thể nhìn thấy những thế hệ học trò mà cô đã dày công dạy bảo thành người và thành công trên con đường mà chúng đã chọn. Chợt nghe đâu đó bài hát Cô ơi, ngỡ như bài hát ấy vọng về từ một nơi nào đó xa lắm, thảnh thơi, nhẹ nhàng, không vướng những mưu mô, toan tính, chuyện áo cơm như thế. Hãy subscribe.
lẽ bài hát Những Điều Thầy Chưa Kể đã trở nên rất đỗi quen thuộc với mỗi người chúng ta. Bài hát ấy cất lên như một câu chuyện kể, vẫn chiếc áo sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn vui, lặng lẽ. Người thầy kể về tất cả những điều, những câu chuyện trong cuộc sống này, nhưng thầy chưa bao giờ kể về vầng trăng ấy, những điều mà thầy đã thầm lặng hy sinh. Và chắc hẳn cả đời này ta vẫn không thể nào trả hết ơn thầy. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút tò mò, một chút cảm xúc lạ. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi chợt nhớ đến người thầy năm xưa của mình, một người thầy vừa nghiêm khắc, vừa dịu hiền. Thầy đã đi xa, đến một nơi mà có lẽ ở đó sẽ không còn phải gặp lại những đứa trẻ bướng bỉnh như tôi nữa. 20 tháng 11 năm ngoái, tôi không nghĩ rằng đó cũng là lần cuối cùng tôi được nghe thấy giọng nói của thầy. Nhưng sao thầy không kể những
không kể. Đường mưa thay lặn ngồi sớm chiều với đàn em. Bao nhiêu là bụi phấn, sao không thể thầy ơi. Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Chỉ là những hạt bụi phấn vô tri, vô giác mà cũng có thể viết thành bài hát. Phải chăng nó có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tình thầy trò trở nên gắn kết hơn với nhau? Có lẽ khi nhắc đến nghề nhà giáo, người ta thường nhớ đến đầu tiên đó là hình ảnh phấn trắng, bảng đen với những thầy cô giáo mái tóc bạc theo năm tháng vì bụi phấn. Viết rồi xóa, xóa rồi viết, viết xóa, xóa viết. Cứ như thế, hình ảnh bụi phấn trắng xóa cả một bục giảng, đưa biết bao thế hệ học trò đến với bến bờ của thành công. Cũng có lẽ vì thế mà khi nhìn lại những hạt bụi phấn trắng rơi, người ta mới thấy bồi hồi, xao xuyến. Có ai đó đã từng nói với tôi rằng tuổi học trò cũng giống như người thợ đang xây nền móng cho một tòa nhà. Tôi cũng như những đứa trẻ kia, vô tư đùa nghịch, để rồi đôi khi quên mất rằng sau lưng mình là bóng dáng thầy cô hao gầy theo năm tháng, mái tóc bạc vì bụi phấn trắng rơi, để mong sao cho chúng con thành người. Để rồi đôi khi bất chợt nhìn lại, con mới thấy mình nuối tiếc, bâng khuâng. Cái ngày xưa của một thời kỷ niệm, những ký ức đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, như những ký ức về tuổi thanh xuân được lớn lên trong vòng tay tri thức của các thầy, các cô, tôi sẽ không bao giờ quên. Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và người giáo viên là người âm thầm nhưng vĩ đại nhất. Công việc ấy thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, thầm lặng trên bục giảng và ý nghĩa giữa đời thường. Ôi, thật bao la tình cô thầy. Thời gian vẫn cứ thế trôi như những cỗ xe vô hình lăn bánh. Thầy cô vẫn lặng lẽ, chẳng quản ngại nắng mưa, gió lớn, chở hết lớp trò này đến lớp trò khác sang sông. Có mấy ai qua sông rồi mà vẫn nhớ đến bến đò xưa. Ấy vậy mà các thầy cô vẫn chẳng một lời than trách. Ôi, cao quý thay tấm lòng người thầy, người cô. Rồi đây những hạt giống mà thầy cô đã gieo ấy sẽ lớn mạnh, đâm hoa kết trái những quả ngọt. Những gì mà thầy cô đã chỉ dạy sẽ theo tôi suốt những năm tháng sau này, khi thất bại cũng như khi thành công. Không chỉ 20 tháng 11 mới là ngày để các thế hệ học trò nhớ về các thầy cô thân yêu của mình, nhưng tình cảm ấy phải được thể hiện ở khắp mọi thời điểm. Có lẽ 20 tháng 11 khi nào cũng trở nên đặc biệt và để lại dấu ấn trong tâm hồn mỗi người một thứ cảm xúc lạ, khó tả. Ngày mà lớp lớp thế hệ học trò cùng hướng tới những người nhà giáo. Nhân ngày 20 tháng 11, thay mặt cho câu lạc bộ truyền thông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất đến quý thầy, quý cô, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần được nhớ về trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Thời gian ơi, xin dừng lại, đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy cô với tất cả tin yêu. Lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ.
rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, đón chiếc áo xưa trong đôi vai, thầy vẫn đi. Tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đó trong vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời xưa trong đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn.